Bổ sung 3 loại vitamin này ngay để da luôn khỏe mạnh. Sự thiếu hụt vitamin sẽ khiến da trông sần sùi và thiếu sức sống. Hãy bổ sung các loại vitamin sau để da luôn khỏe mạnh nhé. 1. Vitamin A. Vitamin A rất cần thiết trong quá trình bảo vệ da, giúp ngăn chặn những tác hại của ánh nắng mặt trời bằng việc gián đoạn sự phá vỡ của collagen. Vitamin A thường có trong cà rốt, xoài, đào, bông cải xanh và gan bò. 2. Vitamin B2. Vitamin B2 có tác dụng duy trì hàm lượng collagen, tham gia vào việc phát triển các mô tế bào. Điều tiết chất nhờn ngăn ngừa mụn trứng cá sẽ giúp da luôn căng bóng mịn màng và ngăn ngừa quá trình lão hóa da. Vitamin B2 thường có trong đậu nành, bông cải xanh, trứng, nấm, hầu. 3. Vitamin B3. Vitamin B3 có tác dụng ngăn ngừa tăng sinh melanin, giảm nám, giảm tàn nhang, giảm mã dờn, trị mụn, thu nhỏ lỗ chân lông và sẽ giúp cải thiện sắc tố da. Đặc biệt, vitamin B3 còn có vai trò quan trọng trong việc giúp da chống thoát ẩm tự nhiên và chống lão hóa, từ đó có thể trẻ hóa da hiệu quả. Vitamin B3 thường có trong bơ, lạc, đậu xanh, ức gà, thịt bò, gan, cá ngừ hoặc là hạt mắc ca. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để có hiệu quả tốt cho da bạn nhé. Mega Gang Nam, tinh hoa y tế 5 sao Hàn Quốc, tổng hợp các bí quyết lưu giữ thanh xuân cùng phái đẹp.